qua rồi cái thời nhiều người xúm vào ghi độ trong quán cà phê hay báo kèo qua tin nhắn điện thoại. Thời đại 4.0 chỉ cần ngồi tại nhà với một chiếc điện thoại hoặc máy tính nối mạng là có thể chơi đủ giải, đủ trận với đủ thứ tỷ lệ hình thức cá cược. Nếu chơi vui là chính thì vài trăm ngàn, vài triệu. Còn nếu coi thắng thua là 10 thì mỗi trận cược lên đến mấy chục triệu, thậm chí là cả gia tài, cả tương lai. Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và còn cho vay lãi nặng. Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động từ đầu năm đến nay do Nguyễn Ngọc Thành Tài, 41 tuổi, trú tại phường Xuân Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. Công an làm rõ thêm 13 đối tượng có liên quan. Thông qua các website trên Internet, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá với hình thức cấp tài khoản cho người chơi. Công an xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc lên đến hơn 500 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây còn cho các con bạc và người dân vay lãi nặng, tương đương với mức lãi suất đến 180% một năm. Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ, trên 1 tỷ đồng tiền mặt, tiến hành phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng. Còn đồng lời bất chính từ việc lừa đảo trực tuyến quá dễ dàng nên càng ngày càng có thêm nhiều chiêu bài tranh ma. Cam kết lấy lại tiền bị lừa đảo, chắc chắn hoàn tiền treo 100%. Những lời hứa hẹn ngon ngọt này khiến cho nhiều nạn nhân từng sa bẫy lừa đảo lại tiếp tục tiền mất tật mang. Trong đó, việc mạo danh luật sư hỗ trợ lấy lại tiền vẫn đang là kịch bản quen thuộc, được nhiều đối tượng quảng bá rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội. Trong thời gian vừa qua, luật sư Đặng Văn Cường phát hiện được hàng chục tài khoản mạng xã hội giả mạo mình. Các đối tượng tạo nên những trang mạng xã hội có tên tương tự, rồi vào trang cá nhân chính thức để lấy trái phép hình ảnh của anh làm ảnh đại diện, đăng bài. Sau đó, chúng ngang nhiên xưng danh là luật sư và giới thiệu quảng cáo về dịch vụ thu hồi tiền treo, tiền bị lừa đảo. Việc này khiến ảnh hưởng đến danh tiếng của các luật sư. Mục đích của các đối tượng nhằm tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý tiết tiền, cần lấy lại tài sản để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai. Các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ảo để bình luận, tương tác, chia sẻ các câu chuyện, được nhận lại tiền nhằm câu dẫn các nạn nhân. Ban đầu, các đối tượng hứa hẹn không thu bất cứ loại phí nào. Tuy nhiên, sau đó chúng sẽ lấy nhiều lý do như cần thêm tiền để hồ sơ được xét duyệt, hồ sơ thiếu thông tin, lỗi hệ thống để yêu cầu người dân tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn. Người dân cần hết sức cảnh giác để nhận diện rõ những thủ đoạn này.